Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Khám phá quân sự, một sản phẩm của TM Media. Kênh YouTube chuyên phân tích, tìm hiểu về lịch sử bàn cờ quân sự thế giới cận đại và hiện đại. Các bạn thân mến, trong thập niên 1960, khi cuộc chạy đua vũ trang giữa hai siêu cường là Mỹ và Liên Xô ngày càng trở nên căng thẳng, để chiếm thế thượng phong, Hoa Kỳ đã cho chế tạo và nghiên cứu một loại oanh tạc cơ ném bom chiến lược với tốc độ nhanh nhất thế giới, gấp 3 lần so với vận tốc âm thanh, cùng với chi phí sản xuất tại thời điểm đó được coi là đắt đỏ ngang ngửa một tàu sân bay. Và họ đặt tên cho siêu phẩm này là XB-70 Van Cry. Bỏ ra một số tiền khổng lồ để sở hữu một bóng ma có tốc độ khủng khiếp nhất lúc bấy giờ, chỉ nhằm một mục đích duy nhất, đó là trở thành kẻ thống trị bầu trời. Nhưng tại sao quân đội Mỹ lại nhẫn tâm khai tử mẫu oanh tạc cơ này chỉ sau 5 năm? Hãy cùng Khám phá quân sự tìm hiểu ngay bây giờ. Tiềm lực quân sự của Liên Xô trong những năm 1960-1970 phát triển một cách mạnh mẽ và chóng mặt, khiến người Mỹ phải suy nghĩ tới việc sáng tạo các loại vũ khí có thể mang bom nguyên tử thọc sâu vào lãnh thổ đối phương. Ngoài ra, nó phải đủ bền bỉ để di chuyển giữa khoảng cách địa lý vô cùng lớn của hai quốc gia. Đó chính là lý do tại sao Valkyrie ra đời. XB-70 Valkyrie là máy bay ném bom chiến lược siêu âm do công ty hàng không North America nghiên cứu phát triển. Nó được kỳ vọng thay thế cho B-52 Starter Fortress và B-58 Hustler. Chiếc máy bay này được thiết kế để thâm nhập vào sâu lãnh phận của Liên Xô ở độ cao lớn với vận tốc siêu thanh. Không quân Mỹ hy vọng đây sẽ là biểu tượng sức mạnh tương lai của không lực nước này. Dự án thiết kế mẫu máy bay này đã được nhen nhóm phát triển từ cuối thập niên 1950 và chiếc máy bay đầu tiên cất cánh trong năm 1964. Mặc dù có tốc độ lớn, nhưng XB-70 không được thừa nhận là mẫu máy bay tiêm kích đánh chặn. Ở kỷ nguyên của mình, nó là phi cơ ném bom chiến lược nhanh nhất hành tinh với vận tốc bay đạt Mach 3, nhanh hơn gấp 3 lần so với tốc độ âm thanh. Siêu phẩm của Mỹ có thể mang theo lượng nhiên liệu tối đa 177.000 lít. Theo như Khám phá quân sự tìm hiểu, khi XB-70 chính thức đi vào hoạt động, nó được coi là oanh tạc cơ ném bom xuất sắc nhất hành tinh. Chiếc máy bay này sở hữu chiều dài 57,6m, sải cánh 32m, được điều khiển bởi phi hành đoàn 2 người, tải trọng cất cánh tối đa đạt 246 tấn với vận tốc hành trình đạt mức siêu thanh. Trong khi chiến đấu, phạm vi hoạt động của nó có thể lên tới 6.900 km. Để có được tốc độ kinh hồn bạt vía như vậy, siêu oanh tạc cơ này được trang bị tới 6 động cơ phản lực GE-EZ-93-GE-3. Động cơ này có lực đẩy thô vào khoảng 84 kN và lực đẩy khí đốt tăng lực lên tới 128 kN mỗi chiếc. Với trần bay tối đa đạt 23.600 m, trong những năm cuối thập niên 1950, đây là tốc độ cao mà gần như các tên lửa đất đối không thể vươn tới. Cùng với tốc độ lớn, XB-70 là phương án không thể hoàn hảo hơn để những chiếc máy bay ném bom chiến lược chống lại vũ khí phòng không và cả tiêm kích phản lực trong vùng lãnh thổ của đối phương. Ngoài ra, nó còn được sử dụng thiết kế đầu mỏ vịt, đuôi bằng, cánh tam giác lớn, khiến nó mang một phong cách hơi hướng tương lai. Kiểu dáng tuyệt tác từ những năm 1960 dường như giống một phi thuyền không gian hơn là một máy bay ném bom. Thậm chí, giới quân sự còn đặt biệt danh cho loại vũ khí này là máy bay ném bom mafia. Không chỉ vậy, khi bay ở tốc độ cao, nhiệt độ sinh ra có thể lên tới 400 độ C. Nếu sử dụng hợp kim nhôm như những chiếc máy bay thông thường thì không thể chịu đựng được nhiệt độ này. Để giải quyết vấn đề nhiệt độ cao này, người ta đã phải chọn kim loại titan khó xử lý. Vào thời điểm đó, hợp kim titan là vật liệu đắt đỏ, lại thêm công nghệ gia công titan chưa thành thục, cho nên có thể nói rằng các kỹ sư đã tìm rất nhiều cách mới có thể đưa chất liệu này lên thân của chiếc XB-70 và có thể hiểu được tại sao nó có giá thành cao khủng khiếp đến như vậy. Có thể nói, với những công nghệ đỉnh cao thời đó, cùng với tốc độ bay tối đa nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh khi ra đời, siêu máy bay ném bom chiến lược này gần như đáp ứng được mọi yêu cầu của không quân Mỹ, bao gồm phạm vi hoạt động liên lục địa cùng tải trọng lớn như những chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 hay tốc độ Mach 3 nhanh hơn so với khả năng di chuyển Mach 2
của máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Convice B-58 Hustler. XB-70 có khả năng ném bom thông thường hoặc các loại vũ khí hạt nhân chiến lược, chiến thuật. Công bằng mà nói, gần như không có loại máy bay nào cùng loại của Liên Xô tại thời điểm đó có thể sánh ngang được với ông vua bầu trời này. Các chuyên gia Mỹ đã cố gắng tạo ra hàng loạt đột phá trong công nghệ chế tạo oanh tạc cơ này. Bên cạnh hình dáng độc đáo cùng vật liệu cấu thành đặc biệt, động cơ của chúng cũng được gia cố để chịu đựng nhiệt độ cao cùng vận tốc khí vào khác nhau, giúp tăng thời gian hoạt động và tuổi thọ của động cơ. Quả thật, rất khó tin một chiếc máy bay siêu khủng như thế lại được thiết kế chỉ một thập kỷ sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc. Mặc dù sở hữu trong mình những công nghệ tối tân cùng khả năng hoạt động tác chiến, không gian rộng đáng kinh ngạc, thì nó vẫn có những yếu điểm khiến nó dần bị khai tử chỉ sau 5 năm đưa vào nghiên cứu và chế tạo. Một trong những điểm yếu đầu tiên có thể kể đến là khi nó đối đầu với kẻ thù lớn nhất chính là tên lửa. Trong thời gian Mỹ phát triển XB-70, Liên Xô cũng âm thầm đổ rất nhiều công sức vào việc nâng tầm bắn và tốc độ của các loại tên lửa đất đối không. Không lâu sau khi siêu phẩm của Mỹ hoàn thành, tên lửa đất đối không của Liên Xô cũng đủ khả năng vươn tới những độ cao lớn hơn, bao gồm trần bay của XB-70. Tiêu biểu trong số đó có thể kể tới tên lửa SAM dẫn đường có thể đạt tầm bắn 23.000 cho tới 24.000m. Tuy vậy, để tránh tên lửa, lực lượng không quân Hoa Kỳ đã chuyển sang chủ trương thực hiện các vụ không kích ở tầm thấp, nơi đường ngắm của radar tên lửa bị giới hạn bởi địa hình. Trong vai trò thâm nhập tầm thấp này, XB-70 vẫn tỏ ra không hiệu quả so với máy bay B-52. Nếu so về giá thành, chiếc siêu máy bay này thực sự quá đắt, cao hơn tới mấy chục lần so với B-52. Trong khi tầm bay của nó lại ngắn hơn, mang được ít vũ khí hơn. Do chi phí máy bay quá đắt đỏ, vượt quá khả năng ngân sách và các khó khăn về kỹ thuật bảo trì đã khiến giới chức quân sự Hoa Kỳ nghi ngại về mẫu máy bay mới này. Ngoài ra, thời điểm đó, phía Liên Xô cũng có một chương trình tương tự là máy bay Sukhoi T-4, một máy bay ném bom cũng có thể đạt vận tốc Mach 3, hay chiến đấu cơ MiG-25 Phokbat để bay đủ cao và nhanh để bắn hạ XB-70. Bên cạnh các tên lửa đất đối không và sự phát triển của các mẫu máy bay tương đồng, sự thành công trong việc chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM có khả năng trang bị đầu đạn hạt nhân, đặc biệt là sự ra đời và hình thành của hệ thống phòng thủ hạt nhân Perimeter hay bàn tay chết chóc đã được khám phá quân sự đề cập trong video trước, chính là yếu tố quyết định khiến XB-70 tụt hậu. Kỷ nguyên ICBM thay thế hoàn hảo vai trò của những chiếc oanh tạc cơ, khiến nó không còn phù hợp trong không quân Mỹ, dù dự án này đã ngốn hết 1,5 tỷ USD của Lầu Năm Góc. Song song với đó là việc Mỹ bắt đầu phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa trong cùng thời điểm này. Washington đã cố gắng giảm đi sự phụ thuộc vào máy bay ném bom. Kết quả là Tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ John F. Kennedy đã quyết định xóa bỏ vai trò máy bay ném bom tiền tuyến của XB-70 Valkyrie vào ngày 28 tháng 3 năm 1961. Đây có lẽ là phát súng cuối cùng giết chết chiếc siêu máy bay này. Mặc dù vậy, chương trình phát triển XB-70 Valkyrie vẫn tiếp tục diễn ra nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu và mẫu XB-70A có cuộc bay thử nghiệm lần đầu tiên vào ngày 21 tháng 9 năm 1964 như đã đề cập ở trên. Hạ cánh tại căn cứ không quân Edgewood ở bang California. Đây là một trong số các căn cứ không quân được Hoa Kỳ bảo mật nghiêm ngặt. Nhưng thật tiếc là cuộc thử nghiệm không đạt được nhiều kết quả khả quan như mong đợi, khi nó chỉ đạt được tốc độ Mach 2.5 so với tốc độ Mach 3 như đã đề cập trong các thiết kế. Theo các nguồn tin, tài liệu mà khám phá quân sự tìm hiểu được, thì một chuyến bay thử nghiệm điển hình đã diễn ra như sau. Sau khi thiết bị cất cánh và hạ cánh, các phi công bắt đầu lên cao ở tốc độ từ 740 đến 1.100 km/h. Đầu cánh lệch 25 độ để tăng độ ổn định trong vùng chuyển dịch. Khi đạt đến một gia tốc nhất định, các kính chắn gió bên ngoài của buồng lái được nâng lên. Sau đó, tầm nhìn gần như bằng không và máy bay chỉ được điều khiển bằng các thiết bị. Sau đó, giao cản âm thanh đã được vượt qua. Tốc độ kế tiếp được đặt ở độ cao 9.753m. Đầu cánh lệch đến 60 độ và XB-70 tiếp tục bay đến 15.240m. Tiếp theo, máy bay sẽ dần đạt độ cao ổn định của nó vào khoảng 21.000m. Sau thử nghiệm không mấy thành công của mẫu thử đầu tiên, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA đã đồng ý hợp tác với Không quân Mỹ chế tạo mẫu XB-70 Valkyrie thử nghiệm thứ hai là XB-70B. Tuy nhiên,
Vào ngày 8 tháng 6 năm 1966, một ngày không thể nào quên trong lịch sử hàng không quân sự Mỹ nói chung và lịch sử chế tạo của hãng North America nói riêng. Một vụ va chạm khủng khiếp đã xảy ra trên không giữa hai thành tựu đỉnh cao trong dòng máy bay quân sự, giữa siêu anh tạc cơ XB-70B và chiếc F-104. Điều trớ trêu là vụ việc xảy ra khi những máy bay đang tham gia làm người mẫu để chụp ảnh quảng cáo. Sau khi chụp ảnh xong, chiếc tiêm kích F-104 do phi công Dewey Walker bất ngờ va vào cánh đứng bên trái của chiếc XB-70 rồi phát nổ, bốc cháy dữ dội ngay trên bầu trời trước ống kính máy ảnh. Khoảnh khắc đó gây sốc cho dân chúng tại thời điểm bấy giờ và cả về sau này. Về phần chiếc oanh tạc cơ, nó vẫn tiếp tục bay nhưng dần đã mất kiểm soát và hạ thấp độ cao. Trong thời khắc đó, hai phi công lái chiếc XB-70 gồm phi công chính Al White và phi công phụ Carl Gross đã nỗ lực hết sức để kiểm soát lại nó nhưng thất bại. Chỉ một trong hai phi công trên chiếc oanh tạc cơ thoát chết dù bị thương vào tay do chính thiết kế ghế phóng thời bấy giờ. Sự cố này có thể gọi là tổn thất nghiêm trọng bởi vì chi phí chế tạo một chiếc XB-70 lúc đó lên tới 700 triệu USD. Có thể các bạn chưa biết, chi phí đóng một tàu sân bay lớp Kitty Hawk thời đó chỉ khoảng 260 triệu USD. Như vậy, giá thành một chiếc siêu máy bay này đã gấp gần 3 lần một tàu sân bay. Nó còn là một sự kiện đánh thẳng vào niềm tự tôn kiêu hãnh của không lực Hoa Kỳ. Đó là còn chưa kể tổn thất về nhân mạng của các phi công. Một số nhà phê bình cho rằng Mỹ đã bỏ ra khoản tiền khổng lồ chỉ để chiếc phi cơ này phá kỷ lục hàng không thế giới. Nhưng xét đến sự phát triển của thời đại thì việc đào thải của XB-70 cũng là điều tất yếu. Chỉ có điều, sự cố rơi máy bay đã khiến quá trình đào thải này diễn ra nhanh hơn. Cũng chính vì các sự cố trong khi thử nghiệm cùng với chi phí chế tạo quá lớn nên dù được biên chế trong không lực Hoa Kỳ, nhưng chiếc XB-70 Valkyrie lại chưa từng được ghi nhận tham gia bất kỳ một trận chiến nào trong suốt thời gian hoạt động của nó. Có thể thấy, thiết kế của tuyệt tác máy bay này hướng tới một máy bay ném bom chiến lược cao cấp. Nếu mọi thứ thuận lợi thì chiếc máy bay này sẽ trở thành một quốc bảo và trở thành mẫu anh tạc cơ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các đối thủ. Tuy nhiên, vì xảy ra các sự cố của mẫu máy bay thử nghiệm cùng với sự ra đời của hàng loạt tiêm kích và tên lửa với tốc độ siêu thanh của Moscow đã nhanh chóng đẩy nhanh cái chết của dự án XB-70. Đây rõ ràng là một việc ứng với câu nói chưa thành nghề đã tử nạn. Nhưng dựa trên những thông số kỹ thuật mà Khám phá quân sự đã đề cập ở phần đầu thì có lẽ đến nay cũng chưa có máy bay ném bom chiến lược nào đủ tiềm lực để có thể so sánh với mẫu oanh tạc cơ siêu thanh của Mỹ về nguyên liệu chế tạo và tốc độ của nó. Do có quá nhiều lỗi tồn đọng, khả năng tác chiến kém, chi phí vận hành quá lớn và không quân Mỹ cũng không cần đến loại máy bay siêu thanh tốc độ quá cao như vậy, nên đến đầu năm 1969, mẫu oanh tạc cơ XB-70 Valkyrie đã được chuyển giao hẳn cho NASA để cơ quan này sử dụng nó vào mục đích đưa tàu con thoi vào vũ trụ. Cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ đã tận dụng rất tốt tính năng tốc độ và khả năng bay cao của chiếc XB-70 Valkyrie. Cơ cấu phóng tàu con thoi từ chiếc máy bay này khá đơn giản. Máy bay sẽ bay ở độ cao tối đa, tốc độ tối đa với tàu con thoi trên lưng. Nhưng sau đó, tàu con thoi sẽ tách ra và tận dụng tốc độ có sẵn là Mach 3, tốc độ nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh để trượt ra khỏi bầu khí quyển trái đất một cách dễ dàng. Trong quá trình sử dụng, NASA nhận thấy việc bảo trì cũng như duy trì đội ngũ hậu cần cho chiếc XB-70 thực sự tốn quá nhiều tiền. Vì vậy, họ đã đặt thỏa thuận với không quân Mỹ để thực hiện nghiên cứu những chiếc máy bay khác là IF-12A và IF-12C. Dự án XB-70 Valkyrie có lẽ vì thế đã phải khép lại và nó có chuyến bay thử nghiệm cuối cùng vào ngày 4 tháng 2 năm 1969. Sau khi các dự án liên quan tới XB-70 bị đình chỉ vào năm 1969, chiếc máy bay ném bom XB-70 Valkyrie, còn lại chiếc AV-1, đã thực hiện chuyến bay cuối cùng của mình đến căn cứ không quân Wright-Patterson để trưng bày trong Bảo tàng Quốc gia của Không quân Hoa Kỳ gần Dayton, Ohio. Nhiệm vụ của nó giờ đây chỉ là phục vụ công chúng Mỹ cùng những sản phẩm được coi là biểu tượng của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Mỹ. Có thể các bạn chưa biết, dù siêu máy bay XB-70 Valkyrie đã bị khai tử và chỉ còn mang tính biểu tượng, nhưng 15 năm sau, những ưu thế về kỹ thuật cũng như công nghệ của dòng máy bay này vẫn được Hoa Kỳ áp dụng thành công cho pháo đài bay B-1B Lancer. Từ đó có thể thấy được,
những tinh hoa khoa học kỹ thuật và sức mạnh vượt trội về quân sự của người Mỹ. Với cá nhân khám phá quân sự thì đây có thể được coi là một mẫu máy bay mang cảm hứng tới từ tương lai, không chỉ với những thiết kế và công nghệ tuyệt vời của nó, mà đây còn là một trong những chiếc máy bay vĩ đại nhất của không lực Hoa Kỳ từng sản xuất. Các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay? Hãy để lại suy nghĩ và cảm nhận của các bạn xuống phần bình luận video. Đừng quên gợi mở những chủ đề tiếp theo mà các bạn muốn khám phá quân sự phân tích nhé. Hàng ngày, kênh sẽ công chiếu 2 video vào lúc 11 giờ và 19 giờ. Các bạn nhớ dành thời gian để theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho Khám phá quân sự. Nếu thấy hay, hãy tặng cho Khám phá quân sự một like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông thông báo. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.